Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm mời Trung Quốc vào Việt Nam để bảo vệ đảng. Ngày 10 tháng 1, AFA tiếng Việt loan tin Bộ trưởng Tô Lâm muốn Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hôm 10 tháng 1 đã đề nghị với lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. AFA dẫn báo Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam cho biết, đề nghị này được đưa ra nhân cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, ông Trần Tư Nguyên. Hình ảnh bản tin trên AFA. Ông Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhằm hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam-Trung Quốc. AFA dẫn lời Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá về hội nghị này. Điều này thể hiện quan hệ hai đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang trên đà phát triển tích cực, hiệu quả, thực chất, đúng như tinh thần tuyên bố chung hai nước đã đề cập, hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn, trở thành một trong những trụ cột của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, có vai trò quan trọng trong việc củng cố tin cậy, chiến lược giữa hai đảng, hai nước. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Theo báo Công an Nhân dân, được BBC tường thuật lại, tại cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chủ nghĩa xã hội, đảng cầm quyền, cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Như vậy, với hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, với đề nghị của ông Tô Lâm đối với Trung Quốc, có thể thấy đây không chỉ là những phát biểu mang tính ngoại giao đơn thuần. Rõ ràng, ông Tô Lâm đang mời Trung Quốc vào Việt Nam để giúp Đảng Cộng sản Việt Nam bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bởi ngoài giúp về lý luận như bao lâu nay, thì nay ông Tô Lâm còn nhờ Trung Quốc giúp về thực tiễn. Từ đó có thể thấy những hy vọng được nhen nhóm lên về việc Việt Nam sẽ ngã về Mỹ để kiềm hãm Trung Quốc trong những vấn đề an ninh quốc gia, biển đảo, biên giới khi Việt Nam nâng cấp quan hệ ngoại giao với Mỹ chỉ là ảo tưởng. Việt Nam không muốn và không thể thoát khỏi vòng kim cô của Trung Quốc. Và điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam tiếp tục bỏ mặc cho Trung Quốc hoành hành ngoài Biển Đông, tiếp tục im lặng về vấn đề Hoàng Sa. Dù năm nay đã là đúng 50 năm kể từ ngày Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo này, hành động của Tô Lâm có thể nói là cõng rắn vào nhà. Hình ảnh sơ đồ tác chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa trong Hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Ngoài ra, AFA cũng cho hay hai bên cam kết thúc đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm ma túy, buôn bán người, lừa đảo qua mạng, truy bắt đối tượng truy nã và tội phạm tổ chức người xuất nhập cảnh trái phép. Theo AFA, Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới dài ở phía Bắc và thường xuyên có tình trạng người nhập cư trái phép giữa hai nước. Thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt giữ nhiều trường hợp người Trung Quốc nhập cư trái phép vào Việt Nam và vi phạm pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, cũng có nhiều trường hợp người Việt Nam bị lừa bán qua Trung Quốc. AFA cho biết thêm, Việt Nam cũng là nước từng bị Liên Hiệp Quốc chỉ trích hồi năm 2022 khi bắt giữ nhà hoạt động Trung Quốc Đồng Quảng Bình và giữ kín thông tin này. Gia đình nhà hoạt động này lo lắng Hà Nội có thể trả ông về lại Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Lâm mời Trung Quốc vào Việt Nam để bảo vệ đảng. Lật tẩy chuyện xá lợi tóc Phật chuyển động. AFA tiếng Việt ngày 10 tháng 1 có bài Chuyện xá lợi tóc Phật tự chuyển động chưa bao giờ xảy ra ở Myanmar. Theo đó, chuyện xá lợi tóc Phật tự chuyển động chưa bao giờ xảy ra ở Myanmar, vì nếu có chuyện như vậy xảy ra thì sẽ trở nên nổi tiếng và được truyền thông nước này đưa tin. Các nhà báo thuộc ban tiếng Burmese Myanmar của AFA tìm hiểu và khẳng định. AFA nhắc lại sự kiện xá lợi tóc Phật tự chuyển động ở Chùa Ba Vàng, trở thành tin nóng trong những ngày cuối cùng của năm 2023. Xá lợi tóc Phật này được Chùa Ba Vàng công bố là mượn được từ Myanmar. Hình ảnh bài trên AFA. Phóng viên ban tiếng Việt của AFA nhờ các đồng nghiệp kiểm chứng được thông tin mà Chùa Ba Vàng cung cấp trên các phương tiện truyền thông xã hội và nhận được email trả lời khẳng định không có chuyện hiện tượng xá lợi tóc Phật tự chuyển động như vậy ở Myanmar.
Nếu đúng là như vậy, nó có thể đã lan truyền rộng rãi giữa các tín đồ Phật giáo trung thành của Myanmar. AFA dẫn thêm lời của một tu sĩ Phật giáo, thành viên của Hội đồng Tăng già Phật giáo tối cao Myanmar, nói trong điều kiện giấu tên rằng bất kỳ xá lợi nào xuất hiện đều là do tin tưởng vào một điều gì đó vô lý. Mọi người nên sử dụng lý luận của riêng mình để nhận định việc đó có thực hay không. Theo AFA, truyền thuyết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo trao 8 sợi tóc của mình cho 2 thương gia người Myanmar được hầu hết các Phật tử sùng đạo ở Myanmar tin tưởng và lưu truyền bằng hình thức truyền miệng. Tuy nhiên, các nhà sử học hàng đầu của Myanmar cho biết không có bằng chứng lịch sử và khảo cổ nào chứng minh cho truyền thuyết này. Hình ảnh Phật tử chiêm bái xá lợi tóc Phật tại chùa Ba Vàng. Phóng viên AFA bằng tiếng Burmese đã tìm cách liên lạc với Bộ Tôn giáo của chính quyền quân sự Myanmar để hỏi về vấn đề này, nhưng người phát ngôn từ chối bình luận. AFA tiếp tục cung cấp thông tin về tu viện, chùa Barami và Bảo tàng Quốc tế Xá Lợi Phật Barami. Đây là nơi mà Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng khẳng định đã mượn được xá lợi tóc Phật. Đồng nghiệp Myanmar cho biết tu viện này nằm ở South Okalapa, Yangon, và người dân nơi này gọi đó là tu viện Bảo tàng Xá Lợi. Nơi đây có nhiều du khách, phần lớn là du khách nước ngoài từ Trung Quốc, Thái Lan và Sri Lanka. Vị sư trụ trì trước đây đã qua đời trong dịch Covid-19. Ông được nhiều du khách quốc tế biết đến. Dưới thời của người kế nhiệm, cơ sở này đón ít khách đến viếng thăm hơn. Phóng viên AFA không thể kết nối được với phát ngôn nhân hoặc người có trách nhiệm của cơ sở tôn giáo này. Hình ảnh sư Thích Trúc Thái Minh và người được cho là thượng tọa Sayadaw Uwelbula, trụ trì của Barami, Myanmar, cung thỉnh xá lợi tóc Phật tại chùa Ba Vàng. AFA cho biết mặc dù câu chuyện xá lợi tóc Phật tự chuyển động, rầm rộ ở chùa Ba Vàng và trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam, tuy nhiên phía truyền thông Myanmar không hề đưa tin tức gì về chuyện quốc gia này cho phía Việt Nam mượn quốc bảo về trưng bày. AFA dẫn báo Giác Ngộ Online của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa tin vào chiều ngày 4 tháng 1, theo đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đã có nhiều phiên họp tại trụ sở, thảo luận về việc xem xét kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh về vụ trình bày xá lợi tóc Phật. Tại đây, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi và sám hối trước giáo hội. Giáo hội Phật giáo chấp nhận lời sám hối của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, đồng thời yêu cầu vị này và chùa Ba Vàng không được tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong 1 năm. Dư luận thắc mắc, lần trước khi sư Thái Minh bị kỷ luật và phải sám hối vì tổ chức giải vong cúng oan gia trái chủ, thì bị cách hết mọi chức vụ trong giáo hội, chỉ còn lại chức trụ trì chùa Ba Vàng. Nhưng lần này, sư Thái Minh không bị cách một chức vụ nào, chỉ không tổ chức sự kiện trong vòng 1 năm. Tại sao mức kỷ luật lại nhẹ hều như vậy? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Lật tẩy chuyện xá lợi tóc Phật chuyển động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo .d